Hợp đồng bắt tôm hùm vằn dưới nước. Trong nhóm tôm tít đuôi xẻ, giá cao nhất là 120.000, mua 2 con tôm hùm vằn, mức giá 120.000 có lẽ chưa phải là giới hạn của 2 con tôm hùm vằn này, vẫn nên đợi đến bến tàu hỏi giá bên Hạ Xuân. Vào lúc 7:30 tối, Cố Niệm và những người khác dừng tàu tại bến. Anh Xuân đợi lâu rồi phải không? Mời đến thôi, mời đến, nói gì chứ, mấy trăm cân hàng ngon, dù phải đợi cả ngày cũng đáng. Đúng rồi anh Xuân, lần này đi tôi còn bắt được vài con tôm hùm vằn. Kích thước đều khá lớn, anh xem anh có hứng thú không? Vừa rồi giá trong nhóm đưa ra anh ta không hài lòng, cũng không biết bên Hạ Xuân sẽ đưa ra giá nào. Gì? Tôm hùm vằn kích thước lớn hiện nay là thứ hiếm. Ngay cả những tàu đánh cá xa bờ, một lần cũng bắt không được nhiều, giá cũng đắt đỏ kinh khủng. Không biết mấy anh bắt được con nào to không? Tổng cộng có 2 con lớn chắc khoảng 5 cân. Con còn lại khoảng 3 cân. Mấy ngày này sáng nay mới ra khơi, mà chỉ có một chiếc thuyền gỗ quốc kỳ thế này, sao có thể bắt được tôm hùm vằn nặng 5 cân chứ? Tiểu Xuyên, chúng ta về nói chuyện tiếp nhé. Hai con tôm hùm này, anh chắc chắn sẽ cho em mức giá hài lòng nhất. Được, đến trạm thu mua, Cố Niệm chọn ra vài con cá to, bạc má và cá mú chín gai, định mang về nếm thử. Hạ Xuân sau đó cân 2 con tôm hùm lớn. Tiểu Xuyên, lần này cậu phát tài rồi, con lớn nặng đến 5 cân 3 lạng, con nhỏ cũng nặng 3 cân 4 lạng. Thời gian trước, bên tôi cũng bán được một con tôm hùm vằn, nặng 2 cân 9 lạng, giá bán là 70.000, hai con tôm hùm của cậu ít nhất cũng được 250.000. Đệt, 250.000. Vừa rồi trong nhóm giá cao nhất đưa ra, chỉ có 120.000, không ngờ bên Hạ Xuân báo giá lại tăng gấp đôi. Thấy Cố Niệm không lên tiếng, Hạ Xuân lại nói, tất nhiên, giá cuối cùng có thể còn cao hơn. Hai con tôm hùm này hiện tại cậu định thế nào? Là bán trực tiếp cho tôi hay là, anh Xuân, anh chắc quen một số ông chủ thích những món hàng ngon thế này phải không? Hay là anh gọi thêm vài ông chủ đến, để họ đấu giá công bằng, tất nhiên em sẽ không để anh giúp không? Bất kể hai con tôm hùm này cuối cùng bán được bao nhiêu, em đều sẽ trả anh 10% tiền hoa hồng. Anh em mình nghĩ giống nhau rồi. Cá bạc má và cá mú cũng đã cân xong rồi. Tiểu Xuyên, cá bạc má và cá mú đã cân xong, con nặng trên 2 cân tổng cộng có 56 cân, từ 1 đến 2 cân có 216 cân, dưới 1 cân có 103 cân, trên 2 cân, mỗi cân anh tính cho em 230 đồng, từ 1 đến 2 cân anh tính cho em 181 đồng, dưới 1 cân mỗi cân chỉ tính được 110 đồng. Cá mú tổng cộng 418 cân, mỗi cân tính 125 đồng, cá đa 6 con, tổng cộng 13 cân, mỗi cân tính cho em 140, tôm xanh tổng cộng 20 cân, mỗi cân 130, còn con 16 cân này, cá bống đúc anh trả em 4.000 đồng, em xem mức giá này có chấp nhận được không? Mức giá này có lẽ ngay cả trong toàn huyện cũng đã được coi là rất cao rồi. Được. Tốt, vậy chúng ta tính giá những con cá này trước. Đợi lát nữa khi những ông chủ kia đến, rồi xem xét giá của tôm hùm vằn. Không lâu sau, giá của tất cả các loại cá đã được tính ra. 12.880 cộng 3, 8.880 cộng 1, 13.330 cộng 5, 22.250, máy tính gần như bốc khói rồi. Tiểu Xuyên, tất cả hải sản đã được tính toán xong, tổng giá trị là 121.260 đồng. Không ngờ lần đầu ra khơi, lại có thể có thu hoạch đáng kinh ngạc như vậy. Một chiếc thuyền nhỏ mà thu được hơn 100.000, còn cao hơn nhiều so với hầu hết các tàu đánh cá lớn, thậm chí có thể bằng thu nhập 1 đến 2 tháng của những tàu đó rồi. Chú, phát tài rồi, lần này bán được hơn 10 vạn, cả đời tôi chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy. Hai người thì thầm với nhau, có thể thấy lúc này đều vô cùng phấn khích. Tiểu Xuyên, lần này tiền hơi nhiều quá, tiền mặt tôi có không đủ. Lát nữa, có thể chỉ thanh toán cho cậu bằng chuyển khoản thôi. Không sao đâu, dù sao cũng đều là tiền cả, nhiều tiền như vậy chúng tôi mang theo người cũng không tiện. Ha, nói thật tôi cũng ghen tị với các cậu đấy. Nếu không phải trông coi trạm thu mua này, tôi cũng muốn đi ra khơi cùng các cậu. Nửa giờ nữa trôi qua, cùng với tiếng động cơ ô tô, một chiếc xúc Mercedes dừng lại trước cửa trạm thu mua. Tiểu Xuân, tôm hùm vằn đâu? Nhanh cho tôi xem nào. Anh Lưu, vào đây, tôm hùm vằn ở đây. Lưu Ba lập tức bắt đầu nghiên cứu kỹ hai con tôm hùm vằn. Tốt tốt, đúng là tôm hùm vằn hoàng gia chính hiệu. Kích thước này nhìn chắc khoảng 5 cân. Hàng ngon như thế này thật hiếm thấy. Tiểu Xuân, hai con tôm hùm này tôi lấy hết. Nói đi, bao nhiêu tiền? Anh Lưu, có lẽ không được đâu. Hai con tôm hùm vằn này thực ra không phải của tôi, mà là của cậu em này. Còn có mấy ông chủ khác lát nữa cũng sẽ đến xem. Nghe lời Hạ Xuân, Lưu Ba cũng không tức giận. Cậu đúng là đầy mưu mẹo. Cậu muốn chúng tôi đầu ra à? Hi hi, hàng ngon thế này đương nhiên phải tìm người có duyên rồi. Ý cậu là người có tiền chứ gì? Nhưng thường thì với những món hàng hiếm như thế này, phần lớn thời gian đúng là sẽ áp dụng phương thức đầu giá để bán. Dù sao thương nhân cũng cần kiếm tiền, phương thức đầu giá này chắc chắn sẽ giúp họ kiếm được nhiều hơn. Vài phút sau, lại có thêm vài chiếc xe sang triệu đô dừng trước cửa trạm thu mua. Tổng cộng có 6 ông chủ, trong đó có một người là một phụ nữ xinh đẹp với vóc dáng ấn tượng. Ông chủ Hạ, mọi người đã đến đủ chưa? Nếu đủ rồi thì bắt đầu đi, tôi còn có vài việc cần xử lý ở cửa hàng. Được rồi, đương nhiên là được. Hai con tôm hùm vằn này, các vị ông chủ vừa rồi đã xem qua, hình dáng và chất lượng tuyệt đối không có gì để nói. Trọng lượng tôi vừa cân rồi, hơn 5 cân, tuyệt đối là hàng hiếm. Nên giá khởi điểm của hai con tôm hùm này là 250.000. Mấy ông chủ đều hơi nhăn mày. Tuy hai con tôm hùm vằn này đúng là rất có giá trị, nhưng giá 250.000 cũng không hề thấp. Một lúc không ai trả giá. Chần chừ cái gì? Tôi trả 300.000. Tôi 305.000. Tôi trả 310.000. Tôi trả 320.000. Giá nhanh chóng lên đến 320.000. Lúc này đã không còn ai tiếp tục tăng giá. Tuy hai con tôm hùm vằn này thực sự rất tốt, nhưng giá 320.000 đã là rất cao rồi. Nếu tiếp tục tăng giá thì có vẻ không còn đáng giá nữa. Tôi trả 350.000. 350.000 quá cao rồi. Tuy tôi không để ý đến 350.000 này, nhưng tôi cũng không muốn làm kẻ ngốc, tôi rút lui. Các ông chủ khác cũng lắc đầu, rõ ràng đã mất hứng thú với hai con tôm hùm vằn này, chủ yếu là vì hiện tại giá cao hơn nhiều so với dự kiến của họ. Đã vậy, hai con tôm hùm vằn này thuộc về cô Tần rồi. Hạ Xuân cũng vui vẻ giúp Tần Tiểu Tuyết mang tôm hùm lên xe. Tần Tiểu Tuyết cũng rất dứt khoát, thanh toán xong liền rời đi. Chán, chạy một chuyến vội. Xin lỗi anh Lưu, nếu vừa rồi hai con tôm hùm là của tôi, dù kiếm ít hơn vài vạn, tôi cũng nhất định sẽ nhường cho anh. Nhưng dù sao cũng không phải đồ của tôi. Cậu này, nếu hai con tôm hùm đó thực sự là của cậu, có lẽ cậu cũng sẽ không nói những lời như vậy đâu. Thôi, xem ra tôi không phải là người có duyên với hai con tôm hùm đó.
Khoan đã anh Lưu, và các vị ông chủ cũng đợi một chút. Các vị đã chạy từ xa đến, tôi cũng không thể để các vị về tay không được. Vừa hay cậu em này của tôi vừa mới gửi đến một ít cá bạc má và cá mú chín gai tươi sống. Các vị ông chủ mỗi người mang vài con về nếm thử nhé.